đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Võ Hoàng Yến bất ngờ tái hiện khoảnh khắc thần thánh của Hồ Hèn Nhê tại Miss Universe. Brave Tour, hành trình tìm kiếm trái tim dũng cảm đã dừng chân tại thủ đô Hà Nội sau thành công từ chương trình diễn ra ở Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh sự đồng hành của Hoa hậu Hồ Hèn Nhê, chương trình còn có sự xuất hiện của khách mời là Á hậu, siêu mẫu Võ Hoàng Yến cùng các người đẹp Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Từng là cố vấn cho chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017, cố vấn cho Hèn Nhê trong series Road to Miss Universe 2018. Á hậu siêu mẫu Võ Hoàng Yến là người có đầy đủ kinh nghiệm trong việc tư vấn, hỗ trợ các thí sinh tương lai trong việc định hình phong cách và chuẩn bị kỹ năng cho cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Những lời làm khách mời cho Brave Tour tại Hà Nội, Á hậu siêu mẫu Võ Hoàng Yến khiến khán giả vô cùng phấn khích bởi phần xuất hiện ấn tượng trong bộ trang phục đầy cá tính. Cho phần thi hô tên giới thiệu theo phong cách Hoa hậu Hoàng vũ, Á hậu Võ Hoàng Yến tái hiện khoảnh khắc thần thánh được cộng đồng fan sắc đẹp ghi nhớ mãi khi tự hào hô vang hai tiếng Việt Nam. Sau 10 năm, Võ Hoàng Yến mới có cơ hội hô lại tên của mình. Hồ Hèn Nhê cũng có màn hô tên đầy tự tin. Á hậu Võ Hoàng Yến đã có những chia sẻ về quãng thời gian đăng quang Á hậu 1, Hoa hậu Hoàng vũ 2008. Cô tiết lộ đã từng có giai đoạn rút lui khỏi làng giải trí, suy sụp tinh thần nhưng đã vượt qua, có sự trở lại đầy ngoạn mục, lấy lại ánh hào quang của mình. Câu chuyện của Võ Hoàng Yến đã truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ về nghị lực sống, sự tự tin và kiên trì theo đuổi ước mơ. Với slogan You Can Do It, cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019 là cơ hội dành cho những cô gái trẻ có bản lĩnh, sự tự tin, hiện đại và truyền cảm hứng, tích cực đến cộng đồng, khát khao chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Hãy cùng đón chờ những thí sinh tiếp theo của cuộc thi để xem liệu có người đẹp quen thuộc nào tiếp tục chinh chiến tại cuộc thi nhan sắc lớn nhất Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.